Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng do Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa và Hội Chữ Thập Đỏ Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cha mẹ nào khi sinh con ra cũng mong muốn con được lành lặn, khỏe mạnh, khôn lớn, trưởng thành. Thế nhưng với chị Nguyễn Thị Lý, thôn Nam Tiến, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, mọi hy vọng về những người con bình thường như bao đứa trẻ khác trở nên quá xa vời. 4 người con chị sinh ra thì có 2 cháu mắc bệnh tâm thần, 2 cháu còn lại thì ngu ngơ chậm chạp, hầu như không làm được việc gì. Lúc mẹ mang thai thì cũng bình thường thôi, mà đến khi thì sinh con ra thì 3-4 tháng rồi mà cũng cứ thấy con lấn con quay chứ thôi. Mẹ cũng chả biết tình trạng, cũng đi tiêm phòng, rồi cũng tiêm phòng rồi cũng cho con ăn cũng rau cũng cháo rồi cũng có bữa cơm. Chứ sau thì nuôi con đầy năm thì không thấy phát triển gì cả, cứ thấy bắt đầu thì ghế thì buộc cho nó trứng thì nó không trứng được, thì lại sau nó trứng được thì nó lại không đi được. 4 người con lần lượt ra đời, người nào cũng không lành lặn, nhất là 2 người con tâm thần. Mỗi lần lên cơn thường hay bỏ đi lang thang rồi quên đường về, người dân trong thôn phải huy động người đi tìm kiếm. Nhiều khi các cháu hò hét đập phá rồi ốm đau bệnh tật liên miên, khiến gia đình chị Lý vốn đã khó khăn lại càng cơ cực hơn. Lúc lên cơn thì nó hai chân nó giãy, nó đập xuống, nó đập rồi nó bây giờ vuốt ngực cho nó đó là nó thở dài một cái, đó là bắt đầu nó tỉnh dậy thì phải chiều trời, thì đến sang ngày kia thì nó mới tỉnh táo được con người, chứ không phải một lần. Ngày xưa chưa có cửa cổng đi thì bắt đầu thì nó đi bình thường, thì nó đi khắp thế gian đi, thì đi tìm không thấy thì bắt đầu lên loa truyền thanh lên xã. Nhưng mà hội ni là có cửa cổng, thằng cháu nó làm cho cao đi rồi, nhưng mà nó cũng cứ trèo được thì đỡ được thằng nọ thì mất thằng kia, lại phải đi ra bể rồi lại phải đi ra đằng cái là phải đi tìm. Người ta đi làm về thì đêm khuya người ta nghỉ, nó là nó van rồi nó hát rồi nó khóc rồi nó đập, nó bắt đổ ra. Rồi 11, 12 giờ rồi nó vẫn còn hát xong rồi ngủ luôn chứ. 25 năm nay, kể từ ngày đứa con đầu lòng sinh ra không được bình thường, nước mắt chị Lý đã không ngừng tuôn rơi. Thương cho số phận hầm hưu của mình, chị lại càng xót xa đau đớn hơn khi nhìn những đứa con thơ dại mang nỗi đau bệnh tật. Phải chăm cho ăn ăn, mà mẹ mà không cho ăn một bữa thì nó lại sụt huyết áp đi. Nó không ăn, nó lại yếu lòng sức lòng người đi, thì lại nó lại ngã ảnh ra đó. Cuộc sống khốn khó cơ cực là thế, nhưng chồng chị là anh Lê Đình Toàn do lao động quá sức rồi ốm đau bệnh tật mất sớm, để lại cho chị 4 đứa con dại bệnh tật. Cũng từ đó, hàng ngày sau khi lo cho các con, chị Lý lại vội vã đi thu lượm ve chai hoặc ai thuê gì làm nấy, kiếm thêm thu nhập để lo thuốc thang chữa bệnh cho con. Gia cảnh nghèo khó, chị Lý được chính quyền xã Hải Ninh xếp vào diện cần trợ cấp đặc biệt. Tuy nhiên, do điều kiện của xã còn nhiều khó khăn, nên sự trợ giúp vẫn chỉ ở mức khiêm tốn. Đảng ủy ban đã quan tâm giải quyết tất cả các chế độ cho các cháu, cho gia đình theo quy định nhà nước. Rất mong muốn và nhờ chương trình, nhờ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân là cùng chung tay và chia sẻ để giúp đỡ gia đình chị Lý trong những lúc khó khăn này. Đã qua hơn nửa cuộc đời, nhưng chị Lý chưa bao giờ có phút giây nào được bình yên. Nước mắt, nỗi buồn và cả những xót xa về tương lai của những đứa con tâm thần chậm chạp luôn canh cánh bên người phụ nữ gặp nhiều bất hạnh của cuộc sống. Để tiếp thêm nghị lực cho chị bước tiếp trên con đường phía trước, rất cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái trong cộng đồng xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa, số 263 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 0977270200 hoặc chuyển tiền ủng hộ về tài khoản 3500201026060, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Hóa. Chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.